mọi người. Mình là S-Lady và những thắc mắc khó nói. Chắc hẳn bây giờ các bạn đang thắc mắc không biết S-Lady là gì phải không nào? Có thể là Sexy Lady, Secret Lady, bla bla gì cũng được. Miễn là các bạn biết một điều rằng S-Lady sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để cùng lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện về giới tính, về tình dục mà các bạn không biết phải chia sẻ cùng với ai. Và ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng đến với số đầu tiên của chương trình nhé. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với chủ đề đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là xếp hình. Ê, đừng có nghĩ xếp hình đơn giản như thế chứ. Không phải là trò này. Cũng không phải là trò này đâu nhá. Xếp hình là một ngôn từ mà giới teen đang rất thông hành hiện nay để thay thế cho cụm từ quan hệ tình dục. Nghe có vẻ dễ chịu và đáng yêu hơn phải không nào? Các bạn biết không, xếp hình còn có những lợi ích trên cả tuyệt vời mà các bạn không biết đâu đấy. Và ngay bây giờ đây, S-Lady sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Cứ nửa giờ xếp hình sẽ giúp cơ thể đốt cháy được 150 calo. Nếu như vậy, theo mức trung bình là khoảng 25 phút một lần và 3 lần một tuần thì cơ thể của chúng ta cũng có thể đốt cháy được khoảng 450 calo. Như vậy, cơ thể của chúng ta sẽ duy trì được một trọng lượng tốt hơn phải không nào? Các bạn có tin không? Thực sự là khi chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên người ấy thì lượng estrogen của phụ nữ sẽ tăng mạnh. Điều này làm cho mái tóc của chúng ta trở nên mượt mà hơn, làn da trở nên mịn màng hơn và quan trọng là còn lưu giữ được vẻ trẻ trung của mỗi chúng ta nữa. Là con gái thì ai mà chẳng thích điều này phải không nào? Các bạn biết không, chuyện ấy còn là một liều thuốc hiệu quả giúp chúng ta có thể giảm stress nữa đấy. Nó làm giảm huyết áp và làm tăng lượng globulin miễn dịch A, giúp cho cơ thể của chúng ta có thể phòng tránh được bệnh tật và các bệnh nhiễm trùng cảm lạnh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy không hứng thú với chuyện đấy khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đừng quá lo lắng, hãy tận hưởng những cảm giác tuyệt vời bên cạnh người ấy của bạn. Chuyện đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. Chỉ cần lên đỉnh một lần một tuần thôi là tuổi thọ của chúng ta đã được cải thiện lên rất nhiều rồi. Bởi vì mỗi lần như vậy thì lượng hormone DHEA sẽ tăng lên, làm tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện các mô, giúp cho da của chúng ta trở nên tươi trẻ hơn. Và quan trọng là nó giúp cho chúng ta hoạt động một cách không biết mệt mỏi. Do đó lợi ích của sex là mang đến cho chúng ta một cuộc sống trường thọ. Quá tuyệt vời phải không nào? Và còn rất nhiều chuyện nữa mà S-Lady muốn chia sẻ cùng với các bạn. Nhưng do thời lượng của chương trình có hạn nên hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Và cũng đừng quên đăng ký để xem những clip mới nhất của S-Lady nhé.